ăn chay ngày nay không còn dành riêng cho những người theo Phật giáo mà đã trở nên phổ biến với nhiều người. Món chay có rất nhiều loại, nhưng thường sẽ được chia thành hai tên gọi, chay thuần khiết và chay giả mặn. Chay giả mặn hiện nay cũng rất được nhiều người ăn chay ưa chuộng vì đa dạng, có thể chế biến thành nhiều món ăn. Thánh Huyền xin thân ái kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Món ngon Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, Huyền nghĩ rằng là một trong những món ăn điển hình của phương Nam mà rất nhiều người ưa thích từ mọi vùng miền ở đây ai cũng thích hết, đó chính là món bánh hỏi thịt quay. Tuy nhiên là ăn bánh hỏi thịt quay mặn thì nhiều người đã ăn rồi phải không anh? Đúng rồi. Nhưng mà những ai mà thích ăn chay mà lại thích ăn bánh hỏi thịt quay thì phải làm sao anh? Thật ra thì đồ mặn có gì thì đồ chay có đó hết. Thật ạ? Chúng ta có thể dùng những cái nguyên vật liệu nhau để kết hợp lại để nó thành cái miếng heo quay y chang luôn. Y chang luôn. Vậy thì hôm nay phải chứng tỏ điều này cho Huyền và khán giả biết đó. Và thậm chí là khi heo quay mình ăn nó có miếng mỡ á, nó bé bé mà mình cũng có thể mình giả được cái miếng mỡ luôn. Thế à? Đúng anh rồi. Càng nói anh càng làm cho Huyền tò mò. Bây giờ anh thử giới thiệu với khán giả hôm nay mình sẽ làm món gì nào. Hôm nay mình sẽ làm món bánh hỏi heo quay và chả giò chay. Bánh hỏi heo quay và lại cộng thêm chả giò chay. Đúng nữa. Rồi, mình có ăn như vậy thêm. Đúng rồi, nó mới ngon. Mình chấm đằng nào mình cũng có rau sống nè. Rồi có nước mắm chua ngọt chay nè. Bây giờ anh sẽ hướng dẫn cho Huyền và khán giả biết là khi chọn nguyên liệu là chúng ta phải dùng những gì anh ha. Để thực hiện món này thì chúng ta sẽ có cái phần nguyên liệu làm heo quay trước. Đó là bánh mì, chả lụa chay, bột gạo, nước cốt dừa, dầu mè, ngũ vị hương và ăn kèm với chả giò chay, bánh hỏi, rau sống, nước mắm chua ngọt. Đầu tiên mình sẽ làm gì anh? Đầu tiên là mình sẽ lấy cái bỏ cái phần ruột đi, lấy cái phần vỏ ngoài của bánh mì thôi để mình làm cái da heo. Huyền không hiểu là làm sao mà ra được cái thành phẩm giống heo quay được đây. Làm dẹp xuống phải không ạ? Đúng rồi, làm dẹp xuống. Về màu sắc là gần giống rồi đấy ạ. Chính xác. Nó giống cái da của heo quay dạ. Đúng không? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cắt cái chả lụa chay này để mình làm cái phần nạc heo. Dạ. Rồi và sau cùng thì mình sẽ làm cái mỡ. Dạ. Mình làm nước cốt dừa nè, để bột gạo nè, mình khuấy lên. Cho 5 thìa nước cốt dừa. Rồi sau đó mình sẽ cho nước lạnh vào. Khoảng bao nhiêu nước lạnh anh? Nước lạnh mình canh nó vừa sệt thôi là được rồi. Dạ. Khi mình khuấy vậy mình để từ 5 đến 10 phút cho bột gạo nở ra. Sau đó mình mới cho vào chảo. Dạ. Mình sơn lại. Khuấy đến lúc sền sệt như thế này là đúng được rồi, không anh? Đúng rồi, cái sền sệt như thế này là được rồi. Dạ. Rồi mình bật bếp lên ha. Để chảo nóng thì cứ mình cho vào. Và mình quậy á cho nó ra như hồ á. Dạ. Dần dần nó rút bớt nước đi. Đúng rồi. Xong rồi nó sánh lại phải không anh? Nó sánh lại. Dạ. Đây, mình sẽ canh nha. Đúng là khi mà gần được là mình đã phải bắc ra ngoài ngay rồi. Nếu không là nó sẽ cháy bên dưới phải không nó ạ? Cháy bên dưới và nó sẽ chín cái bột đi. Và cái bột nó không có đều. Anh Quốc này nãy giờ Huyền thấy anh Quốc làm cái khâu này Huyền thấy cũng khá vất vả ha. Đúng rồi, mình phải làm cho nó mịn ra như vậy. Dạ. Nha. Mình xong được 60% rồi đó. Nhanh thế. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào khuôn. Dạ. Mình định hình lại để mình làm thành cái miếng heo quay. Phết một ít dầu mè vào trong cái khuôn. Thì thứ nhất dầu mè nó thấm vào thơm. Và thứ hai là để khi mình làm xong á mình dễ lấy ra. Mặc dù là quốc dùng cái khuôn không dính. Đó, mình cho. Hôm nay là mình chỉ làm một khay thôi phải không anh? Mình làm một khay thôi. Dạ, mình cắt khay này đi nha. Không, cái khay đó mình vẫn phải sử dụng. À. Xong sau đó là mình sẽ cho cái phần nạc lên trên. Rồi, bắt đầu mình tiếp một lớp mỡ nữa. Như vậy là mình sẽ làm thịt ba chỉ phải không ạ? Đúng rồi, làm thịt ba chỉ. Rồi sau cùng là mình dùng cũng cái khuôn này mình ấn mạnh xuống cho nạc và mỡ dính lại với nhau, sau đó chỉ việc mang đi hấp là xong. Phải hấp cách thủy phải không ạ? Đúng rồi, mình hấp cách thủy. Mình phải chờ bao nhiêu lâu anh? Mình hấp khoảng 10 đến 15 phút cho cái phần mỡ nè nó trong ra và nó kết dính giữa cái phần nạc và phần da lại với nhau. Rồi bây giờ chúng ta chiên chả giò. Và các bạn lưu ý là khi mình mua chả giò ở siêu thị về thì nó đông lạnh. Mình đừng có xả đông, mình để nguyên cái đông lạnh này. Mình cho vào mình chiên. Vậy sao vậy anh? Mình nếu mình rã đông thì cái bánh tráng nó sẽ bị rời ra.
Đúng là ngày nay mà có những cái sản phẩm sẵn như thế này thật là tiện phải không anh Quốc? Đúng rồi, và họ gói cái miếng nó vừa ăn được. Dạ. Mình gấp ra mình cho vào giấy thấm dầu. Khi chiên giả giò xong á, dạ, thì cái phần chả này nó lại chín rồi, sẽ gấp ra nha. Như vậy là khoảng trên 15 phút là được. Cỡ 10 đến 15 phút thôi. Rồi bây giờ mình sẽ ấp nó ra. Wow. Đúng là về màu sắc gần giống như thiệt rồi đó. Khi mình cắt ra đó mình sẽ thấy được cái lớp mỡ nè, dạ, lớp nạc nè, và đây là cái lớp da. Dạ. Rồi chúng ta sẽ cắt ra. Dạ. Chắc cắt cũng phải cẩn thận lắm ha. Nhẹ nhàng thôi không có nó vỡ. Đây mình thấy không? Dạ. Lớp nạc, lớp da, lớp mỡ, lớp nạc, lớp mỡ, lớp nạc. Y như thiệt vậy á. Đây là vì mình làm chương trình mình không thể nào mà mình để lâu quá được. Chứ còn ở làm ở các gia đình thì mình có thể để trong tủ lạnh lâu, đến lúc nào nó thật cứng thì mình hẵng sắc được không anh? Đúng rồi. Dạ. Bây giờ mình sẽ cho mình chiên áp chảo. Dạ. Rồi, sau cùng á là mình sẽ cho một ít củ dị hương với dầu lại mè. Dầu mè. À, chắc cái khâu này là để tạo cái màu cho nó đẹp mắt phải không anh? À, vừa có màu đẹp mà vừa mình để vậy á thì cái miếng thịt heo nó sẽ thơm hơn. À. Rồi, sau cùng thì Quốc sẽ rắc một miếng muối lên để cho cái heo nó có cái vị mặn mặn. Rồi, mình cho từng miếng vào. Công nhận là cái phần tạo hình thì đã thấy nó giống lắm rồi đó. Chắc là khi chiên xong thì nó còn giống hơn nữa phải không ạ? Chiên xong thì nó sẽ thơm mà nó giòn. Đang còn nóng hổi thơm phức này. Và nó rất giòn. Đúng rồi, mình sẽ quấn lại. Quấn tròn hả anh? Đúng rồi, mình quấn miếng vừa ăn lại. Chút rau thơm lên chưa? À, và món này mình nghĩ là cái nước mắm cũng rất quan trọng đó. Nước mắm là mình sẽ dùng cái nước mắm chua ngọt, chay nha. Như vậy là mình đã có một đĩa bánh hỏi, heo quay và chả giò chay, ăn kèm với lại nước mắm chay luôn. Rất là hấp dẫn. Nói về mặt cảm quan thì Huyền nhìn thế này, Huyền đã cảm thấy rằng là vô cùng là ngon rồi. Còn lại thưởng thức ra sao, thì xin mời quý vị và các bạn nhé. Thật ra từ trước đến nay Huyền đã từng ăn chả giò chay, ăn kèm với bánh hỏi rồi. Huyền rất thích cái món ăn này. Tuy nhiên là hôm nay thì được ăn món thịt heo quay chay nữa thì thật là lạ. Lúc đầu Huyền nghe anh nói về món thịt heo quay chay và nhìn cách anh chế biến thì Huyền rất là thắc mắc. Không biết là nhìn thì giống thật đấy, nhưng mà ăn thì không hiểu cái vị nó sẽ như thế nào. Vừa rồi Huyền ăn thì Huyền thấy nó thơm thơm, bùi bùi, béo béo. Và nói thật là nó không phải thực sự giống như là thịt heo quay mặn mà mình vẫn ăn, không thể giống hoàn toàn được. Tuy nhiên là khi ăn thì người ăn vẫn có cảm nhận được nó béo và nó cũng có đầy đủ độ đạm cho mình. Đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Và cái phần thịt heo quay chay này á, mình ăn với bánh hỏi khi mình cuộn và có một ít salad nữa thì mình ăn. Thì mình sẽ cảm nhận y chang như mình ăn thịt heo. Cảm ơn anh Quốc rất là nhiều. Và Huyền cũng cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chuyên mục Món Ngon Việt Nam. Đến đây thì chuyên mục Món Ngon Việt Nam xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.